chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đông y Du khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chủ đề của chương trình hôm nay sẽ xoay quanh bệnh thấp khớp ở người cao tuổi, cụ thể bao gồm những nội dung sau. Cẩm Nang Đông Dược sẽ giới thiệu vị thuốc từ thiên niên kiện. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Chủ tịch Hội Đông y Quyền Bình Minh sẽ cung cấp thông tin về phương pháp điều trị cùng những bài thuốc cổ truyền trong một trò chuyện cùng bác sĩ. Đông y trong nhà sẽ hướng dẫn bài tập dưỡng sinh tăng cường sức khỏe, phòng ngừa một số bệnh về khớp ở người cao tuổi. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thấp khớp là một trong những bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, gây rất nhiều trở ngại cho cuộc sống mỗi khi trái gió trở trời. Bên cạnh các phương pháp của y học hiện đại, thì y học cổ truyền đã góp phần không nhỏ trong việc mang lại hiệu quả điều trị cho người cao tuổi, cải thiện tình trạng đau nhức với các vị thuốc từ thiên nhiên. Trong đó, thiên niên kiện là vị thuốc không thể thiếu, giúp bồi bổ gân cốt. Sách cổ phương ghi chép thì thiên niên kiện có nghĩa là ngàn năm khỏe mạnh. Vì dược liệu này có tác dụng mạnh gân xương, trị phong tê thấp, giúp cơ thể tráng kiện. Do đó, y học cổ truyền đã xem thiên niên kiện là một loại thuốc quý với tính vị đắng, cay, có mùi thơm, tính ấm và công dụng khư phong thấp, bổ gân cốt, trị thống tiêu thủng. Ngoài ra còn dùng cho các trường hợp đau dạ dày, làm thuốc kích thích tiêu hóa, trị đau bụng kinh. Thiên niên kiện còn được gọi là sơn thù hay thần phục. Là cây thảo sống lâu năm nhờ thân rễ tròn, khi bẻ ngang có xơ như kim. Lá mọc từ thân rễ, tiếng lá sáng bóng dài tới 30cm. Do ưa đất ẩm nên thiên niên kiện thường mọc hoang ở những vùng sình lầy ẩm ướt. Để làm thuốc, các cơ sở y học cổ truyền thường dùng thân rễ già chế biến bằng cách rửa sạch, chặt thành từng đoạn ngắn từ 1 đến 20cm, sấy hoặc phơi khô. Theo kết quả nghiên cứu của y học hiện đại thì trong thân rễ thiên niên kiện có khoảng 0,8 đến 1% tinh dầu. Với mùi thơm dễ chịu, có màu vàng nhạt nên dùng làm hương liệu và là nguồn nguyên liệu chiết lanolon. Ngoài ra đây còn là một loại thảo dược để xua đuổi sâu bọ, sử dụng bằng cách dùng thân rễ thiên niên kiện đem phơi khô, tán nhuyễn thành bột và đem rắc ở những khu vực cần phòng tránh. Ở dân Nam Trung Quốc, thân rễ thiên niên kiện được dùng trị đòn ngã tổn thương, gãy xương, ngoại thương xuất huyết, tứ chi tê bại, đau dạ dày, viêm dạ dày, già ruột, gân mạch khó co duỗi, phong thấp đau lưng đùi. Loại phong thấp đau nhức khớp xương. Khi sử dụng thiên niên kiện, chúng ta dùng với liều lượng từ 6 đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc hay ngâm rượu, thường phối hợp với cọ xước, thổ phục linh và độc lực để trị tê thấp, nhức mỏi. Nếu dùng tươi thì giả nát đem ngâm rượu xoa vào chỗ đau nhức, tê bại và phong thấp. Đối với các trường hợp bị nhọt độc, dùng lá tươi giả với ít muối đắp vào chỗ đau. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý, thiên niên kiện cấm chỉ định đối với người âm hư nội diệt, táo bón, nhức đầu. Do đó, khi sử dụng thảo dược này để uống, tốt nhất nên có sự tư vấn của thầy thuốc. Kính thưa quý vị khán giả, phong thấp là một căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhất là vào mùa lạnh thì căn bệnh phong thấp xuất hiện ngày càng phổ biến hơn. Bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài dai dẳng do điều kiện sống và sinh hoạt cũng như thể bệnh của mỗi người khác nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề phòng và điều trị căn bệnh này theo phương pháp y học cổ truyền với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Chủ tịch Hội Đông y Quyền Bình Minh, thành phố Vĩnh Long. Xin chào bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ ạ. Thưa bác sĩ, hiện nay thì thời tiết chuyển mùa là một trong những cái điều kiện thuận lợi để cho căn bệnh thấp khớp và phát triển. Vậy xin bác sĩ có thể cho biết là những cái biểu hiện cụ thể của căn bệnh này như thế nào ạ? Bệnh này thì thường là do cái yếu tố bên ngoài theo y học cổ truyền gọi là lục khí, gồm phong hàn thử thấp, táo quả. Trong đó ba yếu tố chính là phong, hàn và thấp. Những yếu tố này khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ gây bệnh, thì biểu hiện những cái triệu chứng chung như là các cơ co cứng, đau nhức, tê buốt lâu ngày thì cái các xương nó bị dị dạng, làm cái tình trạng này sẽ kéo dài, làm hạn chế cái sinh hoạt và lao động của con người, và thường thì tái đi tái lại từng hồi theo cái thời tiết thay đổi. Thưa bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, ngoài cái yếu tố là thời tiết thì xin bác sĩ có thể cho biết thêm là còn những cái nguyên nhân nào khác nữa có thể dẫn đến căn bệnh thấp khớp này ạ? Theo đông y gọi là yếu tố tiên thiên, thì gọi là cái tương đương với cái yếu tố mà di truyền bây giờ. Cái thứ hai là do ăn uống sinh hoạt không điều độ, nó sẽ
là lao động quá sức nó làm cho cái cơ thể suy yếu thì gây ra bệnh. Cái nguyên nhân mắc phải một số bệnh lâu ngày nó sẽ làm ảnh hưởng đến nội tạng và đặc biệt là ảnh hưởng đến tạng can và tạng thận. Khi mà can thận có bệnh lý hư yếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái xương khớp và gây ra bệnh thấp khớp. Xin bác sĩ có thể chia sẻ về phía y học cổ truyền thì có những cái phương pháp nào để giúp cho chúng ta có thể điều trị được căn bệnh này? Để điều trị bệnh này thì nó có hai cái phương pháp chính. Một là dùng thuốc, hai là không dùng thuốc. Về dùng thuốc, chúng ta sử dụng cái bài thuốc chung là nó gồm có 4 thể, ví dụ như là thể phong thì chúng ta sử dụng là lá lốt, cà gai leo, gia giảm các cái vị như là chùm gửi, cỏ xước hoặc là kinh giới. Thể hàn thì chúng ta sử dụng là quế chi, thiên niên kiện và gia giảm theo gừng khô. Thể thấp thì chúng ta sử dụng cỏ xước, thổ phục linh và gia thêm ý dĩ hoặc là cái củ xả già. Thể nhiệt thì chúng ta sử dụng xài đất và cái mắc cỡ và chúng ta có thể gia thêm cái là cam thảo nam hoặc là cỏ mằng trầu. Ngoài ra thì do cái những cái tình trạng mà suy yếu của cơ thể, chúng ta có thể sử dụng thêm cái vị bổ âm như là hà thủ ô, sinh địa, có thể gia giảm đậu đen hoặc là đậu trọng. Thì tất cả những cái vị này chúng ta sử dụng cái liều lượng thường là từ 8 đến 12 gram ở cái dạng thuốc sắc, đổ khoảng 800ml nước, sắc còn 300 một ngày hai lần. Vài thuốc đắp ngoài, thứ nhất là gừng tươi chúng ta giã nhỏ xào với rượu đắp vào các cái khớp bị đau. Cái kinh nghiệm thứ hai là chúng ta dùng một miếng vải mỏng trải lên rồi trải một lớp lá nhào trên miếng vải, sau đó thì muối hột chúng ta rang cho nó hết nổ, còn âm ấm khoảng 37 đến 40 độ và ta gói lại chườm lau trên các cái khớp các nơi bị đau ngày khoảng 2-3 lần. Ngoài cái phương pháp dùng thuốc thì chúng ta còn phương pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, tập vật lý trị liệu, chiếu đèn hồng ngoại, đèn điện từ. Về châm cứu thì chúng ta sử dụng cái phương quyệt chính là A thì quyệt và tùy theo thể mà chúng ta sẽ gia giảm một số quyệt cho phù hợp với cái thể đó. Tập vật lý trị liệu là mục đích là chống cái cứng khớp, dính khớp, vì vậy mà nó cũng góp phần trong vấn đề điều trị. Xin bác sĩ nhân đây có thể chia sẻ thêm là về dinh dưỡng thì bệnh nhân cần phải chú ý đến những vấn đề gì và có những cái món ăn bài thuốc nào có thể hỗ trợ cho bệnh nhân hay không ạ? Chúng ta nên ăn thường xuyên, thí dụ như là lá lốt, lá cắt lồi, lá cách, đọt đinh lăng và rau ngổ. Trong vấn đề uống thì chúng ta có thể là sử dụng cái rễ cây lá mắc cỡ sao cho vàng và sử dụng là 20-30 gram trên ngày. Chúng ta nấu nước thay cho uống nước trà hoặc là uống nước hàng ngày. Có thể là chúng ta sử dụng là cây đinh lăng, rễ đinh lăng để nấu nước uống, nó tác dụng là bổ dưỡng cơ thể, tăng cường sức đề kháng, giảm đau nhức. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Thơ rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian của mình để đến đây chia sẻ đến khán giả những cái thông tin trong cái vấn đề phòng và trị cái căn bệnh thấp khớp này ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi phần cuối của chương trình Trong một đông y trong nhà với bài tập dưỡng sinh dành cho những người bị bệnh thấp khớp. Kính chào quý khán giả xem đài. Để phòng ngừa và điều trị bệnh thấp khớp giai đoạn mãn tính cũng như là sau giai đoạn cấp tính, chúng ta có nhiều cách và đối với dưỡng sinh cũng vậy, sẽ có nhiều động tác có tác dụng này. Đến với chương trình hôm nay, tôi xin giới thiệu hai động tác khá đơn giản nhưng có hiệu quả cao, đó là động tác tam giác và vặn cột sống cổ ngược chiều. Động tác đầu tiên đó là động tác tam giác. Về tư thế chuẩn bị, người tập sẽ nằm ngửa,
Lưu ý là không kê gối ở đầu và cả ở mông. Hai chân co sao cho gót chạm mông. Lúc này hai chân có thể để ở tư thế này hoặc là dang rộng bằng vai để dễ thao tác. Hai tay đặt úp và cạnh nhau để dưới mông. Khi thao tác, người tập sẽ vận động cột sống cổ và hai gối ngược chiều. Tức là khi cổ xoay qua phải thì hai gối sẽ xoay qua trái và ngược lại, và dao động người qua lại vài lần. Từ từ thở ra và trở về tư thế ban đầu. Chúng ta sẽ ngưng vài giây, tức là thời gian nghỉ để chuẩn bị cho lần tập thứ hai. Lần tập thứ hai, động tác này có tác dụng xoa bóp mạnh tất cả những cái tạng phủ trong cơ thể. Đó là quan điểm theo Đông y. Thì khi xoa bóp tạng phủ mạnh sẽ làm cho khí huyết lưu thông mạnh, đặc biệt là vận động vùng thận và thắt lưng. Lưu ý, ở giường tập chúng ta nên chọn giường không quá mềm lún, tốt nhất là sàn gỗ. Nơi tập có không gian yên tĩnh và thoáng mát. Tùy theo sở thích của người tập, có thể mở nhạc êm dịu để tăng tác dụng thư giãn khi tập động tác này. Sang động tác thứ hai là động tác vặn cột sống cổ ngược chiều. Ở động tác này, ở tư thế chuẩn bị, người tập sẽ nằm nghiêng một bên. Chân co, chân dưới để phía sau và chân trên để phía trước. Tay trên sẽ nắm bàn chân dưới. Tùy theo sức của người tập có thể nắm ở cổ chân, bàn chân hoặc ngón chân. Tay dưới sẽ đè vào gối chân trên sát giường. Khi thao tác, người tập sẽ vận động cột sống và cổ ngược chiều nhau và dao động cổ qua lại vài lần. Từ từ thở ra và trở về tư thế ban đầu. Chúng ta sẽ nghỉ vài giây trước khi bắt đầu động tác lần thứ hai. Tác dụng của động tác này sẽ làm vận động tối đa cột sống xung quanh một trục của nó, như việc chúng ta vắt áo hết nước. Khi vận động sẽ làm cho các khớp, mạch máu, thần kinh và các dây chằng được xoa bóp mạnh. Khi các khớp vận động tối đa sẽ tránh được tình trạng sơ cứng. Lưu ý, đối với dưỡng sinh, nguyên tắc tập chúng ta sẽ tập tối đa theo sức không gắng sức. Nghĩa là sức người tập đến đâu thì tập đến đó. Mỗi ngày chúng ta tập 10 đến 15 phút để cho các khớp quen dần với việc tập luyện. Từ đó sẽ có tác dụng phòng và điều trị bệnh. Tôi vừa hướng dẫn xong hai động tác tam giác và vặn cột sống cổ ngược chiều để phòng bệnh và điều trị thấp khớp giai đoạn mãn tính cũng như là sau giai đoạn cấp tính. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chương trình Đông y Du khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.